Otis Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997, là hot boy nổi lên từ phim ngắn Chàng trai của em do Pháp TV thực hiện và nhiều dự án phim như Chàng trai năm 17, Thanh xuân ký, Friendzone. Anh được mệnh danh là nam thần học đường và rất được giới trẻ yêu thích. Sau thời gian dài vắng bóng, chàng trai trẻ chính thức trở lại với dự án phim Tầng lớp sinh viên. Trong phim, Otis vào vai Cao Lâm, một anh chàng điển trai, giàu có, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Tuy nhiên, khi bắt đầu cuộc sống sinh viên, anh chàng đã gặp phải không ít mâu thuẫn về gia đình và tình cảm. Bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa Otis và hot girl An Vi. Sau thời gian dài mâu thuẫn, An Vi khiến nhiều người khá bất ngờ khi tái hợp với nhóm Pháp TV và diễn rất ngọt khi kết hợp với nam thần Otis. Sự ăn ý và những phân đoạn tình cảm của cả hai đã làm dấy lên tin đồn phim giả tình thật. Trước đó, Otis cũng từng vướng nghi án hẹn hò cô bạn màn ảnh Ruby Sachi. Nói về những tin đồn tình ái xoay quanh mình, Otis khẳng định, mình cảm thấy bình thường trước thông tin bên lề. Bởi theo anh, việc gắn ghép hay đẩy thuyền chứng tỏ màn thể hiện của anh và An Vi lần này đã tạo được ấn tượng riêng. Otis cũng khẳng định, việc được gọi là nam thần học đường cũng là niềm tự hào của anh khi nhìn lại chặng đường làm nghề của mình. Anh chia sẻ, danh xưng ấy là thứ khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi đó là những tình cảm từ fan và cũng là cái tên khiến Otis được gần với các bạn trẻ. Nó làm tôi cảm thấy phải nỗ lực nhiều hơn trong vai trò diễn viên.